Hay, chơi game nha. Bữa nay chơi cái này cũng chưa có biết gì ở phía trước hết trơn. Ủa? Ở đây ghê ha. Vậy là chết rồi đó. Nhảy lưới gì? U là trời. Ai mỗi lần nhảy nó lộn mèo. Em chết thấy ghê ha. Giờ là cái mình đi. Ví dụ mình nhảy bình thường cũng được. Phải ke đầu vậy đó. Xong cái té vừa tao lắm. Tôi sợ quá ha. Tôi sợ dữ rồi đó. Con đường gì mà khó đi gì. Đường nhiễm màu tạm khó nhìn dữ luôn đó. Ok, đó là sao? Một, hai, ba. Đây là sao vậy? Lên cái cục nó không được luôn. Lại đi chung với trời ơi. Đi chung ý. Ấy quá hả? Nè đàng hoàng nè đó. Đi qua đây được. Cứ về điểm xuất phát rồi thì cái trò là tôi chơi thua mấy đứa lớp trên như là gái ha. Đợi đi coi. Để tôi coi mày đi được bao xa. Đời nhé. Ê, có mã chú giống mình kìa. Trời. Ê, đợi gì? Hình như nó mới rớt xuống rồi. Ôi trời, ổn quá. Ổn ghê luôn á. Nhưng mà cuối cùng thì mình mới đi được có chút xíu à. Mà còn có 3 phút rồi. Mình sắp tới. Sắp kịp trời. Mà hình như nãy mình mới được nhân lên nữa đó.
thấy mệt chưa? Ai mà nghĩ được mấy trò nó hay vậy trời. Ê, mà xuống có anh đẹp trai nữa. Trời. Cái ghê không? Có người về đích rồi đó. Cái này cảnh báo cho là gần hết thời gian rồi, người ta mới đây. Thế là không xong rồi. Chắc là phải quay lại màn nữa đó. Thôi tới nè, tới nè, tới anh chị nè, chết thì cái màu. Ủa, cái màu dòng không có ra luôn á, trò nó như than cuốn như heo đã ha, tuyệt ha. Không một ai đợi tôi hết. Đi chung đi cho vui coi. Cái gì nè, bút nè. Nó không hề đợi luôn. Hình như trên đây còn nhiều game hay lắm. Thì mỗi ngày tôi sẽ kiếm mỗi cái, cái tôi chơi cho mọi người về coi. Nhưng mà thật sự ra tôi chơi rất là dở, chứ nói giờ có biết đâu. Tập tành chơi đồ hổng giờ buồn ghê. Thấy trong đầu nó nhức nhức rồi đó. Đầu lại nhức nhức cái đầu rồi đó. Nãy giờ là qua mắt chóng mặt rồi đó. Tại sao lại là màu hồng? Đó, đúng là cái màu hồng không có gì gọi là tốt đẹp được. Không có ưa cái màu này. Đó, nhắm vào chịu nổi không? Đúng là cái màu mình không có thích. Mình nói gì thôi. Mọi người còn biết cái nào hay nữa thì chỉ tôi nha, tôi kiếm tôi chơi, kiếm tôi chơi xong rồi cái tôi quay lên cho mọi người coi, chỉ là coi cho vui chứ coi giải trí thôi nha, chứ không biết có giải trí không nữa. Thì tôi chơi nhìn thấy ức chế ghê, tôi chơi thua hoài à. Ở lại nữa thôi, bye bye. Nhiều đó thôi, quá chịu quê rồi. Ôi mà chưa được, thôi không được, phải thêm một lần nữa mới được. Tính bye bye rồi nhưng không được, không chịu, phải thử thêm một lần nữa. Cũng có quê nhiều chứ. Mày đặt bị nhiều đó. Không mà thiệt, tại vì thích cái màu xanh lá, cho nên là muốn chơi cái màu xanh lá. Nghe nói trên đây còn nhiều cái, còn nhiều cái chơi vui lắm đó. Mà tôi không có gần, mới kiếm được có mấy cái này thôi.
Hình như nhảy hơi sớm mà. Cô vui luôn nghe trời, đừng có ấy nha trời. Cảm nó từng khưng nè. Đó, đó. Cái thằng cuốn rồi. Trời. Ủa luôn quay lại từ đầu luôn ha. Tôi biết tôi chơi như thế nào, mọi người sẽ rất là ức chế. Thì tôi chơi thua hoài. Nhưng mà thôi gán đi. Đó, nó từng thương bạc ha. Gán coi đi, vài bữa nó biết đâu tôi biết chơi thì sao. Phồn. Ai đâu mà mới đẻ ra mà đi, phồn, phải từ từ. Cái này chơi thì đỡ áp lực hơn là mấy cái chồng mà phổ biến đó. Ủa trời, ê, khó ha, khó dữ luôn đó. Nãy giờ ta tới đích rồi mình vẫn còn ở đây. Gì chơi thì có người chơi tên Messi nữa nè, dữ vậy. Thì hết nổi à. Bye bye.